trưa 30 tháng 9, quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện vẫn đang ngập sâu khiến giao thông tê liệt. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm ô tô chôn chân tại chỗ, xếp hàng chờ đợi nước rút ở quốc lộ 1. Một số đoạn ngập sâu 0,3 mét, nơi sâu nhất khoảng 0,5 mét. Xếp hàng chờ đợi hơn 1 giờ đồng hồ, nhiều tài xế cho biết quốc lộ 1 bắt đầu ngập từ sáng hôm qua ngày 29 tháng 9, có đoạn ngập sâu đến nửa mét nên ô tô không thể di chuyển qua. Đến khoảng 13 giờ, một số chủ phương tiện lần lượt điều khiển xe ô tô đi vào sát giữa tim đường quốc lộ 1, chậm rãi vượt qua đoạn đường ngập. Do việc lưu thông khó khăn khiến quốc lộ 1 ùn tắc kéo dài gần 2 km. Lực lượng cảnh sát giao thông ngoài điều tiết giao thông qua lại còn dùng xe chuyên dụng hỗ trợ người và xe máy của người dân qua vị trí ngập lụt. Mưa lũ nhiều ngày qua khiến hơn 5.000 hộ dân ở huyện Quỳnh Lưu bị cô lập. Một số xã như Quỳnh Lâm, Quỳnh Tam, Quỳnh Hồng nước ngập hơn 1 mét. Chính quyền địa phương đã di rời các hộ dân ở vùng nguy hiểm và khuyến cáo các biện pháp khi lũ dâng cao. Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 6 người chết, mất tích vì lũ lụt do hoàn lưu bão số 4 gây ra. Mưa lũ làm 8.139 ngôi nhà trên địa bàn tỉnh bị ngập, 27 điểm trường bị thiệt hại, một phòng học bị tốc mái, 150 mét tường rào trường học bị sập, nhiều đoạn đường bị ngập, sạt lở, mương bị vỡ, cầu cống bị hư hỏng, cuốn trôi.